Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ôi trời ơi, khó nghĩ quá đi à. Bây giờ phải cất ở đâu đây? Cất ở chỗ nào để bí mật đây trời? Hey, ủa, hello tất cả mọi người nha. Ủa trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn biết gì không? Phong đang lo lắng lắm luôn á bạn. Mấy bạn biết Phong lo chuyện gì không? Mấy bạn đang thấy trên tay Phong đang cầm cái gì không? Đây, xin giới thiệu với bạn. Đây chính là ba viên kim cương nha. Mà ba viên kim cương này á, vừa rồi á, Phong mới vừa về quê á, thì Phong gặp được mấy anh của Phong. Và mấy anh của Phong quyết định là lì xì cho Phong. Bởi vì Tết mà ảnh chưa lì xì. Và Phong về lại làng Hero Team nè. Thì bây giờ Phong đang rất là khó nghĩ luôn là nên giấu kim cương ở chỗ nào. Bởi vì mấy bạn cũng biết rồi đó, Sammy á là một bà chàng khó tính. Cho nên á, bây giờ mà Sammy mà biết mình có kim cương nha, là bảo đảm Sammy sẽ kiểu: Phong ơi, đưa kim cương cho tôi đi, tôi giữ giùm cho, để mốt á có gì cần thì tôi đưa lại. Đó không, Sammy hệt như là mẹ của mình vậy các bạn. Có bạn nào mà lúc mà còn nhỏ hay được tiền lì xì á, mà mẹ lúc nào cũng kêu rằng là: ơi con ơi, đưa tiền lì xì đây, có gì mẹ giữ giùm cho, khi nào cần mẹ đưa lại. Nhưng mà có bao giờ mẹ đưa lại đâu. Đó, thì Sammy cũng y hệt vậy các bạn. Sammy á chỉ là bạn gái thôi mà cứ làm như là mẹ của mình vậy á, cứ đòi tiền lì xì của mình. Mình mà có kim cương á, tiền lương hay là cái gì của mình á, á là Sammy lấy hết trơn, Sammy giữ hết trơn rồi. Trời ơi, bởi vậy cho nên á, lâu lâu Phong mà có thèm KFC hay là thèm đồ ăn hay gì cũng không được ăn, không được ăn. Trời ơi, chính vì như vậy cho nên lần này mình phải giấu ba viên kim cương nãy bạn ơi, không thể nào mà để cho Sammy phát hiện ra được. Nhưng mà bây giờ giấu ở chỗ nào đây ta? Giấu trong máy chơi game hả? Cũng không được. Hay là giấu dưới gầm giường? Ôi, giấu mấy cái chỗ này là bảo đảm bà Sammy bà phát hiện ra liền. Cái bà này, bà gọi sao? Bà tinh ý lắm mấy bạn ơi. Mình giấu chỗ nào bà cũng biết hết trơn á. Bây giờ sao ta? À, có cách rồi, có cách rồi. Đây đây đây, mình sẽ đem vô trong toilet nha. Xong rồi mình sẽ, à đúng rồi, mình sẽ chôn nó ở đây đi. Từ, chôn nó ở đây cũng không được. Chôn chỗ này cũng dễ biết lắm. Đây đây, mình sẽ chôn nó kế bên toilet nha bạn nha. Được 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 được. Mình sẽ chôn kim cương của mình kế bên toilet. Đào xuống đây nè, đó, rồi ok. Sau đó mình sẽ để một cái rương xuống ở đây. Và mình sẽ bỏ ba viên kim cương của mình vào đây các bạn ơi. Rồi, sau đó lắp lại. Hay, bây giờ, ủa khoan từ, tính ra mình chôn hết ba viên kim cương luôn. Rồi mình đói bụng thì mình có tiền đâu mình ăn ta. Ừ đúng rồi, mình phải lấy lại một viên, lấy lại một viên. Mình để lại hai viên thôi bạn hiểu không? Đấy, tại vì bây giờ mình cũng đói bụng rồi. Ok, lấy lại một viên đi. Mình sẽ để lại hai viên dưới đây nha. Bây giờ, với một viên kim cương này, mình sẽ ra ngoài tiệm KFC để mình mua 10 miếng KFC mình ăn. Ok, đi ăn thôi nào mấy bạn ơi. Trời ơi, hôm nay là có tiền mua KFC ăn rồi. Đi thôi, đi thôi. Lò 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 lò. Hay, cảm ơn anh bán KFC nhiều nha. Trời ơi, em phải nói thiệt luôn á, là ở trong ngôi làng này có mỗi mình anh á là bán KFC ngon nhất luôn á nha. Rồi cảm ơn anh, thôi em về đây. Có gì lần sau em ghé lại em ủng hộ cho nha. Bye bye. Hay, trời ơi, mấy bạn nhìn thấy trên tay của mình cầm cái gì không? Rất là nhiều KFC luôn bạn ơi. Đấy, nhìn ngon chưa, ngon chưa? Bây giờ mình sẽ đem về nhà và sau đó mình sẽ vừa livestream. À đúng rồi, mình quên mất, hiện tại mình có một cái kênh YouTube có tên là Phong Cận Gaming. Thì mỗi buổi tối Phong sẽ thường hay livestream ở trên kênh này, và lúc từ 6 giờ đến 7 giờ tối thì Phong sẽ bắt đầu livestream đến 10 giờ luôn. Mỗi ngày Phong đều livestream 3 tiếng đồng hồ cho các bạn xem. Cho nên các bạn hãy nhớ qua bên kênh Phong Cận Gaming để gọi là đăng ký ủng hộ cho Phong và xem Phong livestream nha. Còn bây giờ thì Phong phải về để livestream cho các bạn xem đây. Về nhà thôi, về nhà thôi. Đi chơi tiếp thôi, đi chơi tiếp thôi. La 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 la, đi chơi tiếp thôi. Ai em nằm nghe xe lôi nhanh lên. Hả? Trời. Cái gì? Cái gì mà hả? Xuống đây, tới đây tôi biểu quay. Chà. Ủa sao tự nhiên hôm nay Sammy qua nhà tôi làm gì ạ? qua đây chi vậy Sam? Ủa qua đây là có chuyện chứ sao, nhớ Phong quá, bây giờ qua thăm Phong cũng được hả? À nhớ Phong hả? Thôi Sam nhớ Phong nhưng mà Phong đâu nhớ Sam đâu. Thôi Sam về đi, Sam về đi, về đi, về đi, về đi. Bây giờ đi. Tôi nhớ ông tôi qua thăm được không? Cái gì vậy? Ai? Trời ơi trời. Đi về đi, đi về đi, về. Không. Bây giờ tôi qua đây tôi hỏi chuyện ông nè, nó qua đây thắc mắc thôi. Nè hỏi. Ủa? Chuyện tâm sự. Phong Phong có làm gì đâu mà tự nhiên Sam hỏi chuyện gì? Thì hỏi này thôi. Phong từ trước đến giờ có giấu tôi gì không ta? Trời ơi, Phong nói thiệt cái Sam luôn á, là Phong lúc nào cũng thương Sam nhất ở trong làng Hero Team. Phong chưa bao giờ giấu Sam bất cứ chuyện gì cả, thời thời luôn á. Thật không? Thật không? Không giấu cái gì hết trơn luôn hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Phong thật thà dữ hen. Đúng vậy rồi. Mà tôi vô trong toilet tôi tìm được hai viên kim cương mới hay chứ. Ủa hai viên kim cương trong toilet hả? Hai viên kim cương. Ờ đâu ra vậy?
trong toilet. Ui trời ơi, vậy là trong toilet của tôi có kho báu quá Sam ơi. Ghê thiệt kho báu là kho báu quánh đây ơi. Đứng lại quay khổ coi luôn à. Kho báu hả? Thì cái kim cương này là tôi giấu trong toilet á, nhưng mà tại vì có lý do chứ bộ. Ai biểu Sammy lúc nào vậy? Ai biểu Sammy lúc nào cũng gọi là ăn hiếp tôi lấy kim cương của tôi, cho nên tôi phải giấu thôi. Nè nha, cái này không phải là ăn cướp nha, cái này là do tôi giữ giùm ông thôi. Không, tại ông gọi là tiêu xài phung phí lắm, tôi giữ giúp ông để là tương lai mình xây nhà lầu, xe hơi, có Lamborghini đồ. Thích hả? Để tôi đi giữ cho. Bà lúc nào cũng kêu để tôi giữ giùm cho, nhưng có bao giờ bà trả hay tôi đâu, giữ giùm thôi mà, chứ bà lấy luôn luôn à. Ôi tôi giữ tôi không bao giờ lấy nha. Nói chung là vì cái tội ông dám giấu hai viên kim cương của tôi nên bây giờ tôi sẽ tịch thu luôn. Đi đây. Quái kim cương của tôi mà, trả kim cương của tôi đi. Không chịu, làm mình làm mẩy nè, không chịu. Trời ơi bạn ơi. Khổ quá mà, tự nhiên khi công quen Sammy chi rồi, Sammy suốt ngày ăn hiếp tôi các bạn ơi. Đúng là cái đồ bà chằn dữ dằn mà. Giờ mất hết kim cương luôn rồi. Thôi chắc là bây giờ tôi vào phòng tôi nằm ngủ luôn cho rồi đi, chứ ăn uống gì nữa. Thôi bỏ hết mấy cái áp chơi luôn, để trên bàn nè, đó để trên bàn, tí nữa livestream ăn sau, còn giờ hết hứng ăn rồi. Khổ ghê luôn á, có mấy viên kim cương cũng lấy của ta, đồ ác độc. Thôi đi ngủ. Trời ơi khổ quá mà. Ủa, chỗ này là chỗ nào vậy? Tôi đang nằm ngủ mà tự nhiên tôi xuất hiện ở chỗ nào vậy ta? Rốt cuộc đây là đâu? Ủa khoan, hình như đây chính là nhà của mình mà ta. Ủa, còn cái gì trước mặt mình đây? Ủa, cái gì đây? Trời ơi, một cánh cổng được làm bằng kim cương sao? Trời ơi, mấy bạn ơi, bạn nhìn nè. Trời ơi, một cánh cổng địa ngục. À không, cái này không phải cổng địa ngục luôn. Cổng địa ngục phải là hắc điện thạch chứ. Còn cái cổng này là được làm bằng kim cương các bạn ơi. Wow, mà không biết kim cương thiệt không ta, để mình thử mình xem coi, mình cắn thử coi. Ui, kim cương thiệt các bạn ơi, nó cứng y như là đá luôn á. Cái này là kim cương thiệt rồi. Wow, vậy là mình giàu rồi các bạn ơi. Mình chỉ cần gọi là lấy cái cổng kim cương này đem đi bán thì chắc chắn mình sẽ trở thành đại gia. Ủa mà khoan, tự nhiên hay không, cái cổng là bằng kim cương, có khi nào bên trong cái cổng này nó có cái gì đó bí ẩn không ta? Nghi lắm nha. Hay là bây giờ mình thử chui vô trong cái cổng để coi cái cổng này có gì không bạn? Mấy bạn có tò mò giống không, là bên trong cái cổng này có gì không? Bây giờ Phong rất là tò mò nè. Hay là để mình chui vô thử nha các bạn nha. Ok, thôi đi thử mới được. Không biết cái cổng kim cương này sẽ đưa mình đến đâu đây. Đi thử thôi. Ui, ui, huy da. Ủa, chỗ này là... Ủa trời, chỗ này là chỗ nào vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, chỗ này là chỗ nào mà sao quá trời kim cương vậy? Ủa trời, trên người của mình đang mặc bộ giáp kim cương luôn nè các bạn ơi. Chẳng lẽ đây chính là thế giới kim cương sao? Ủa mà khoan, cái chỗ này quen quen lắm nha. Cái tòa nhà sau lưng của mình ơi, có chữ Hero nè. Ôi trời, mấy bạn ơi, đừng có nói, đây chính là làng Hero Team được làm bằng kim cương nha. Hình như là đúng thiệt rồi. Đây đây, chỗ này là nhà của Kairon nè. Chỗ này là nhà của mèo Jimmy nè. Bên đây là nhà mình nè. Còn bên kia là nhà của Sammy. Ủa khoan từ, sao ở ngoài kia nó có đất vậy? Nó không phải là kim cương. Gì vậy? Vậy là đây chính xác là một ngôi làng được làm bằng kim cương mấy bạn ơi. Còn xung quanh đây là những hòn đảo bình thường thôi. Chỉ có riêng ngôi làng của mình, làng Hero Team, đã biến thành kim cương rồi. Wow. Trời, từ từ. Ủa, cái này có phải kim cương thiệt không ta? Đâu để mình đào thử coi. Rung quá mấy bạn ơi. Có khi nào là kim cương giả không? Tôi nghi là kim cương giả lắm á nha. Thôi tôi bỏ cho tôi coi thử. Kim cương thiệt. Tôi đang nằm mơ hả ta? Tỉnh lại. Mấy bạn ơi, Đây đúng là kim cương thiệt rồi. Nó chính là kim cương thiệt mấy bạn ơi. Trời ơi mình giàu to rồi. Phải được, bây giờ mình phải đào thôi. Đào. Ủa mà khoan, tại sao mình lại đến ngôi làng người ta? Đúng rồi, tất cả là nhờ vào cánh cổng kim cương. Cánh cổng ở trong nhà mình. Vậy là có nghĩa là ông trời đã nhìn thấy rằng mình bị Sammy ăn hiếp nhiều quá, cho nên ông trời thương mình. Ông trời quyết định tặng cho mình cánh cổng này để mình trở thành đại gia giàu nhất làng Hero Team. Trời ơi, con cảm ơn ông trời nhiều nha. Đây đây, mình có cái cây ở đây nè. Mình sẽ đào cái cây này các bạn ơi.
đào ra đào ra. Trời ơi, mình sẽ trở thành người giàu nhất làng Hero Team. Mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy thích ngôi làng này không? Trời ơi, chứ mình là mình thấy thích lắm luôn nha. Bây giờ mình sẽ đào hết tất cả kim cương ở đây đem về nhà. Hey, mấy bạn à, mấy bạn có biết một con người sau khi họ đã kiếm ra được quá là nhiều kim cương thì họ sẽ làm gì không? Đây, mình sẽ cho bạn thấy mình đã làm những gì nha. Tên 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 tên. Đây. Xin giới thiệu nha bạn. Đây chính là căn nhà được làm bằng kim cương của mình đó bạn ơi. Đó. Sau khi mà mình kiếm được kim cương rồi thì mình đã quyết định đập hết ngôi nhà của mình. Cái màu xanh của mình bây giờ nó phèn lắm mấy bạn ơi. Mình chuyển qua thành màu xanh của kim cương rồi bạn ạ. À. Hai cái cây trước nhà mình cũng trồng thành cây kim cương luôn các bạn. Đó. Mình tỉa hết lá xong mình lấy kim cương mình đắp vô bạn ơi. Đó, trời ơi, phong cách của người giàu mấy bạn ơi. Này, còn đây là nhà của mình nha. À quên, mấy bạn nhìn nè. Đó. Bây giờ á đất mình cũng chơi bằng đất kim cương luôn nha các bạn nha, chứ phải đất bình thường nữa đó. Trời ơi, đây vô nhà của mình cho các bạn xem nè. Tan 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 tan. Đó. Đây chính là căn phòng của mình được làm bằng kim cương. Ôi trời. Trời ơi, mấy cái đồ trong đây nhìn nó phèn quá các bạn ơi, mấy cái đồ chơi nè. Hóa trời giường ngủ nữa nhìn phèn ơi là phèn luôn. Không được không được, mình sẽ phải gọi là nâng cấp cái phòng của mình lên trở thành một cái dạng PC xịn hơn. Cái phòng ngủ của mình phải đẹp hơn mới được, không thể nào mà gọi là cái phòng phèn hay được, phải đi mua đồ thôi. Một khi đã nói đến mua đồ thì chắc chắn không thể nào mà không đến shop Hero các bạn ơi. Đây, ở trong làng Hero Team của bọn mình cũng có shop Hero luôn á nha. Ghê chưa, ghê chưa. Bây giờ mình sẽ vô mình mua đồ nha các bạn. Để xem coi. Shop Hero của mình hiện tại nó đang có bán rất là nhiều đồ chơi nè. Ui, ở bên đây còn bán gọi là đồ chơi của Mr. Dịch, Kyron, Phong Cận, Sammy. Đó, những cái đồ chơi được làm bằng gọi là những cái nhân vật game của bọn mình đó các bạn. Bây giờ lựa món nào đây ta? Lựa món nào để về trang trí nhà cho đẹp đây nha. Nhìn món nào cũng đẹp hết trơn á. Ủa mà khoan, tính ra bây giờ mình giàu rồi, mình cần gì lựa nữa. Anh chủ shop ơi, mau mau lấy hết tất cả đồ chơi trong shop này bỏ vô ba lô cho em nha. Rồi, ok các bạn ơi. Và bây giờ mình đã hoàn thành xong ngôi nhà của mình rồi bạn ơi. Mình mới vừa sửa lại rồi. Bây giờ mình sẽ... Ủa gì vậy? Ủa? Trời ơi, cái gì mà lấp lánh dữ vậy? Trời ơi, trời, hey. Đẹp quá. Trời ơi, Sammy à. Sammy à, Sammy mới qua nhà tôi à. Sammy thấy cái gì không? Đây là nhà ông hả? Là đúng nhà rồi, ông sao? Đây là nhà tôi chứ còn nhà ai nữa. Bà thấy lé mắt chưa? Cái gì đây trời? Cái gì mà quá trời kim cương vậy Phong? Trời ơi, tôi nha, tôi tuyên bố với bà, từ bây giờ á, tôi sẽ trở thành đại gia giàu nhất trong làng Hero Team. Và sắp tới ha, tôi sẽ dùng kim cương nè, tôi gọi sao ta, đuổi Mr. Dịch ra khỏi làng tôi trở thành chủ team luôn. Trời ơi, trời ơi, ủa mà dữ vậy, ủa kim cương đâu ra mà ông gọi là ông xây nhà, ông xây đất, ông xây cửa dữ vậy? Trời ơi. Tôi đoán thì tôi đoán hoài, kiểu này là ông đào được cái hầm kim cương đúng không? Nhìn trời là ơi, liền nè, quá hầm trời kim cương. Cương hả? Hầm kim cương còn quá ít, làm sao mà hầm kim cương nhiều kim cương bằng nhà tôi được. Vậy có nghĩa là do ông trúng gọi là trúng số đúng không? Trúng số được quá trời kim cương nè. Tôi nói bà nghe nè, trúng số chỉ được có 2 tỷ thôi. Một tờ vé số trúng độc đắc được có 2 tỷ thôi. Còn cái nhà của tôi nha, riêng cái dàn PC của tôi thôi là 200 tỷ rồi đó. Trời ơi, ông còn nhiều hơn sổ sổ luôn hả trời ơi. Đúng kinh rồi. Khủng vậy. Ghê không, ghê không. Đây, bây giờ nè, thôi. Quá trời. Khoan từ từ sao mà, đừng nói nhiều. Bây giờ trước tiên, tôi sẽ dẫn Sam vào trong để tham quan ngôi nhà của tôi. Đi, đi theo tôi. Đây. Ủa mà từ từ Phong, từ từ, sao cái đầu ông mọc ra hai cái đuôi dài vậy? Ủa trời ơi, lạnh lạnh vậy? Thôi, xin giới thiệu bà. Tôi sau khi kiếm được kim cương xong, tôi đã quyết định tôi đi cấy tóc và tôi cấy hai cái tóc của tôi thành tóc kim cương luôn, ghê không? À. Trời ơi, cái gì mà cấy hai cái chùm nhìn như na cha vậy? Trời ơi, cãi tôi. Nhưng mà cái này là tóc kim cương, hiểu không? Rồi, ok. À, thích giờ, quá, thích quá. Trời bây giờ tôi cho bà tham quan nhà tôi nè. Đây, xin giới thiệu bà. Cái nhà của tôi, cái cửa được làm bằng vàng ròng 4 số 9. À, trời ơi, ác thần dữ chưa? Cái gì là giàu, siêu cấp giàu luôn không? Không phải là giàu đúng bình rồi. Thường á. Cái cửa này á, mỗi lần muốn mở ra, tôi phải nắm nó, tôi phải cắn nó, tôi mở ra. Giật nó ra, giật nó ra. Tại vì biết sao không? Nó nặng lắm. Dùng bằng tay không thể nào dùng được. Trời ơi. Bà biết không, có lần á, tôi mở cửa không được. Có một hôm tôi mở cửa không được, tôi phải nhờ người ta đem cái xe lu nó tung bể cái cửa để tôi vô nhà được. Giàu dữ vậy, em bể cửa xong thay cửa mới luôn hả? Đúng trời rồi. Chơi cửa bên đây. Cửa tiền lời luôn hả? Nhưng mà cửa lần này á là tôi sử dụng, tôi đã có kinh nghiệm rồi. Cửa này á tôi chỉ cần dùng ánh mắt của tôi nhìn nó tự động mở. Nhìn nè,
Đó, tự động mở, ghê chưa? Ui, hay quá Phong ơi, trời ơi, đúng là rất kích có khác. Rồi, đi vô nhà đi. Vô nhà, đây. Wow. Lần trước á, Sammy đã thấy căn phòng của tôi. Sammy thấy phòng tôi phèn lắm đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho phòng sang xem. Bước vào nhà tôi, giật mình. Trời ơi, đau tim quá. Nhà tôi nuôi cá mập trong nhà Sammy. Sợ quá, sợ quá. Ông nuôi cá mập làm gọi là gì đó, gọi là lót gạch lót sàn luôn hả? Đúng rồi, tôi kêu người ta đập hết dưới đây, xong đầu tôi đổ nước xuống, tôi nuôi cá mập ở bên dưới luôn, ghê không? Ghê không? Gì mà dữ thần vậy ta, cái này là siêu cấp luôn á, để coi coi. Ủa trời đất ơi, chu cha. Cái bàn PC mà nhìn giống kẹo là muốn gọi là gì ta, muốn phỉ báng mặt tôi cho tôi được cái màn hình mà ông chơi cái màn hình mấy inch đây? Hình hả? Này bao nhiêu inch đây? Màn hình này là màn hình 200.000 inch. Trời ơi, quay phim là lé mắt luôn, cái này là quay clip là trời HD luôn á, rõ quá trời. Đúng rõ rồi, luôn. Rồi, màn hình nè, tôi mua mấy tỷ luôn á. Mà tôi nói bà nghe nha, người ta dùng máy tính là người ta chỉ cần một thùng PC thôi, tôi chơi một lần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cái thùng PC luôn, ghê chưa? Cái này tôi nói thật luôn, ông chơi cái game nặng nhất trên thế giới cũng chơi được luôn á. Đúng rồi. Đây à, tôi còn ra ngoài kia tôi mua hết cả máy chơi game nè, từ gọi là cái này là cái gì ta? Cái này máy chơi game gì ta? Nintendo Switch đó, tôi mua hết luôn nè. Đó, tôi mua luôn cái máy chơi game xịn nhất ở trong quán luôn. Đó, ghê không, ghê không? Gì mà dữ vậy? Trời ơi, đâu ra quá trời kim cương vậy ta? Còn cái này nè, sao biết cái này là gì không? Cái gì? Máy in tiền đó. Cái này là máy in tiền đó, ghê chưa? Gì? Trời trời, máy in kim cương đấy hả? Trời ơi, sao xịn vậy? Không, kim cương làm sao mà in được, cái này là máy in tiền, tại tôi dùng kim cương nhiều quá tôi cảm thấy buồn lắm cho nên tôi mua thêm cái máy in tiền cho tôi in tiền tôi xài chơi, hiểu không? Hả? Gì dữ vậy trời ơi, đâu ra vậy? Trời ơi, đây còn đây giường ngủ của tôi nè, đây nhìn cái giường ngủ của tôi nhìn có vẻ bình thường đúng không, nhưng mà tôi nói cho bà biết nha, cái giường ngủ này á nó được làm bằng da khủng long đó, ghê chưa? Cái gì mà da khủng long, trời ơi, đâu ra vậy? Giường này nó được làm bằng da khủng long đó, mà mua một cái giường này thôi ha là bằng cái nhà của bà luôn rồi đó, ghê không? Trời ơi, cái gì mà sao tôi cảm giác tôi nghèo khổ vậy trời. Cái nhà em đắt vậy. Còn đây, lần trước Sam biết không, tôi có một cái thùng đồ chơi tôi giữ từ lúc nhỏ đến lớn, tôi dứt rồi, bây giờ tôi mua lần 4 cái thùng đồ chơi luôn hả, 4 thùng luôn, ghê không? Trời ơi, ông dứt một thùng để mua 4 thùng sao, ông để giữ một thùng nó để thành 5 thùng luôn cho hay, tự nhiên dứt một thùng chi vậy? Đồ chơi kia là cũ hết rồi, tôi mua đồ chơi gì ta ở trong shop Hero đó, đem về xài. Đây còn đây, đây chính là áo nè, đây chính là quần áo của shop Hero mà tôi mua về hết, tôi mua nguyên cái shop luôn mà, hiểu không? Tôi mua nguyên cái shop luôn. Trời đem về. Ơi, cái gì mà sao ông mua toàn hết shop người ta luôn vậy? Đúng rồi. Rồi đằng sau lưng quay nè, đằng sau lưng sao quay đâu? Bà biết cái này là gì đúng không? Tôi à, Sammy. Sờ nít cơ, cắt luôn. Sammy cũng biết tôi là một người rất là thích giày, cho nên tôi đã quyết định đi ra ngoài tiệm giày. Tôi mua hết cái tiệm giày của người ta đem về nhà chân. Đó, nghe không, nghe không? Xong người ta hét trong một nốt nhạc luôn, bán với ông rồi là ba bán hàng với ông, người ta vui cả ngày luôn á Phong. Trời ơi, trời vô hút hết shop người ta vậy. Bà biết không, lâu lâu á con bé Mưa nó qua nhà tôi á, nó tè bậy á, tôi còn lâu lâu tôi còn lấy mấy cái đôi giày 200 kim cương tôi chọi bé Mưa đó mà, ghê không? Cái gì mà sao sang chồng với vậy Phong? Trời ơi, 200 kim cương mà ông quăng ra quăng vậy thôi hả? À mà quên, tôi còn cái chuyện này phải thông báo cho Sammy biết nè. Từ nay Sammy đừng có hòng mà ăn hiếp tôi nữa. Bởi vì á, tôi á đã mua chuột Mr. Dịch rồi. Từ nay tôi sẽ là người quyền lực nhất làng Hero Team. Tôi muốn đuổi ai ra khỏi làng thì tôi đuổi, hiểu không? Hiểu không? Trời ơi, bây giờ ông làm gọi là trưởng làng luôn hả? Bây giờ ông đuổi ai đuổi? Tôi là trở thành Hokage của làng Hero Team rồi, nó ghê chưa? Đó. Bây giờ có tiền là có tiền thật, ghê qua quá. Qua đây Sam, lại đây Sam, tôi cho bà coi nè. Bà thấy cái nhà của bà không? Thấy cái nhà tôi kìa, trời ơi, cái nhà nó cũ, nó rất dễ sợ luôn à. Chuột nó tới làm tổ luôn kìa Phong ơi, nghèo lắm. Tôi Phong nói ơi cho bà nghe nè, bà rất là hay ăn hiếp tôi, cho nên á bà hãy xem đây, tôi chỉ cần bung tay một cái là cái nhà bà biến mất luôn, tin không? Trời ơi trời, ông đừng có xào, ông có tiền nhiều thật chứ ông đâu có bị khùng đâu ông. Trời ơi trời, khùng vừa tôi. Nhìn tôi nè, tôi có một cái cần gạt nè, tôi gạt cái cần gạt một cái. Rồi coi cái nhà của bà nè. Hỡi. Sao? 3, 2, 1. Sao có chuyện gì xảy ra ta? Ủa sao có chuyện gì? Trời ơi, quê mùa đồ khùng khùng. Đây đây, từ từ, đợi xíu, làm lại, vừa rồi là lỗi kỹ thuật thôi, hiểu không? Đây coi tôi nè, nhìn cái nhà của bà nha. Trời ơi, búng tay một cái thôi là cái nhà của bà. 3, 2, 1. Cái gì vậy? Sao nhà tôi nó có bà đã thấy sức mạnh của tôi chưa? Ủa bà đâu rồi? Trời ơi, cái nhà của tôi. Không kẹo đâu, trời ơi, trời nhà của
tôi, cái nhà, trời ơi, cái nhà cũ của tôi bây giờ nó không còn, nó còn cái nịch rồi. Mấy bạn thấy chưa, cái nhà của Sammy bây giờ mình làm nổ tung luôn, còn đúng cái toilet nè bạn, đó còn đúng cái toilet. Trời ơi. Mấy bạn thấy chưa, đây, từ nay Phong đã trở thành chùm của làng Hero Team, bất cứ ai mà dám đụng đến Phong. Bây giờ tôi sống ở đâu đây? Bây giờ tôi sống ở đâu đây? Tôi ra một ngoài là bụi cỏ tôi sống hả? Trời ơi, vô gia cư rồi. Đây chính là những cái gì kết cục mà bà phải chịu khi mà bà dám ăn hiếp tôi. Sao? Sammy đã sợ tôi chưa? Trời ơi, cái ông này quá đáng. Được rồi, được. Bây giờ ông phá nhà tôi đúng không? Ừ, thì bây giờ sao? Phá nhà tôi đúng không? Bây giờ tôi quá phá nhà ông. Trời ơi, phá hộ. Phá đi, phá, tôi xây nhà mới chứ có gì đâu, tôi là người giàu nhất làng mà. Trời ơi, phá nhà em xem nào. Gì vậy? Ủa? Ê, tránh ra. Cụm kim cương vậy? Tránh ra. Cái cổng này là cổng của tôi, không ai được đụng vô. Cái cổng này là cổng của tôi nha. Cái cổng nó nhìn lạ với người ta. Thường thường cổng địa ngục là nó có màu tím, mà sao cái cổng này có kim cương ta? À, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Có nghĩa đây là cái cổng kim, cái gì ông kiếm kim cương từ cái cổng này đúng không? Không phải đâu, cái cổng này tôi xây cho đẹp thôi, không phải đâu. Bà đừng đụng vô. Cổng của tôi. Rồi, tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ phá cánh cổng này để ông không trở thành người giàu nhất nữa. Không được. Bà không được phá cái cổng của tôi. Cổng kim cương của tôi. Trời ơi, cái cổng của tôi. Chui vô lại coi, không được nữa rồi. Không được. Cổng kim cương của tôi. Không được, cổng kim cương của tôi. Trả lại cho tôi. Ôi trời. Ủa. Cái căn phòng của mình nó biến trở lại bình thường rồi. Ủa, căn phòng kim cương của tôi đâu? Vàng PC 200 tỷ của tôi đâu? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ chỉ là giấc mơ thôi sao? Ôi trời ơi, tiếc quá à. Hóa ra chỉ là giấc mơ các bạn ơi. Mình tưởng bây giờ mình đã trở thành người giàu nhất làng rồi chứ. Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi sao? Ôi, nhưng mà cái giấc mơ vừa rồi á, nó cũng cho mình rất là nhiều bài học luôn các bạn ơi. Tính ra mình đang bình thường như thế này nè, mà tự nhiên mình trở thành người giàu nhất làng Hero Team. Xong rồi bắt đầu mình hóng hách, mình đi mình quậy phá, mình còn làm nổ cả ngôi nhà của Sammy nữa. Đâu, coi nhà nổ chưa? Nhà chưa nổ. Thì ra chỉ là giấc mơ thôi các bạn ơi. Mấy bạn thấy không? Do là người ta hay gọi cái câu ông bà ngày xưa nói là không bao giờ sai hết. Tham thì thăm mấy bạn ơi. Đó, mình tham lam quá làm gì. Rồi mình hóng hách nữa. Mình hóng hách, mình ỷ mình giàu có, xong mình phá nhà của Sammy. Mấy bạn đừng có bao giờ gọi là giống như Phong nha. Chứ vậy là không tốt nha các bạn nha. Đây đúng là một bài học cho Phong mấy bạn à. Thôi, nó cũng chỉ là mơ thôi. Bây giờ, thôi, vậy livestream cho các bạn xem nè. Phải livestream thì mới có tiền ăn chứ đúng không mấy bạn. Thôi, tạm biệt mọi người nha. Mình đi livestream đây. Chứ mình vẫn nghèo nha các bạn. Mình không bao giờ giàu được rồi. Mình vẫn là thành viên nghèo nhất làng Hero Team.